Everybody, welcome to Hell VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Thì game này thì chắc nhiều anh em cũng đã biết ha. Nó là con Naruto. Ok, bản này là bản Fumax ngon ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng làm nhiệm vụ đầu game. Làm nhiệm vụ đầu game thì nó cho chúng ta là level 68 nha anh em. Level 68. Rồi, đó, làm nhiệm vụ tí nha. Làm nhiệm vụ tí thì nó sẽ phát hư. Đó, hư thì chúng ta nhận được 20.000 kim nguyên bảo. Rồi ở đây thì nó phi cho chúng ta là VIP 10. Chúng ta vào game nhận hết quà VIP 10 luôn. Đó, có cái mảnh thương khung thần long nè ha. Đấy, ok, mảnh này chúng ta chúc có thể ghép là thành một con bét ha. Mở. Nè, đó, kích hoạt nè ha. Đó, xuất chiến luôn, đó. Đây, con bét ở đây ha. Chúng ta, thay vì hồi đó là chúng ta được quả đen nè. Rồi đồm đồm nè. Rồi Mac nè, rồi Hâm Linh Xà nè, Gamma nè, rồi mấy con tướng này ha. Không, bây giờ vô là chúng ta được luôn một con bét. Bét đỏ ha. Đây, bét đỏ. Con này là cái gì ta? Con này là thần thú của thằng gì quên mẹ nó rồi. Thằng gì cầm cái kiếm bự tổ bố đây. Quên tên rồi. Rồi đây là mấy con khác. Hình như heo nhớ không lầm, hình như cái con này nè, tiên nhân cốc là cái con mà ngày xưa đứng bên cạnh ông cái ông gì lục đạo ấy. Anh em nào có coi thì sẽ nhớ ha, cái lúc đó là ông lục đạo đứng thì kế bên là có một con cốc rất là nhỏ ha. Nhỏ như con Genma gì Gagame hồi đó đấy. Con cốc con ấy. Đó, mà bây giờ ông già tới vậy đó, ổng là trưởng lão, ổng được phong làm tiên nhân cấp là anh em tính đi. Còn đây là Bạch Xà tiên nhân. Ủa mà sao kỳ ta, trong mấy con này là ở dưới mà con Bạch Xà này là bự nhất ta. Con này tính ra là nó đứng đầu vậy là nó mạnh nhất rồi đấy. Con này là của Mandara. Rồi chúng ta sẽ nhận mấy cái đây, nhận hết, phi gì chúng ta nhận hết nha. Heo vàng, không thích nuôi heo thì thôi, bỏ qua. Rồi, event 7 ngày. Rồi, để đó chúng ta tính sau. Rồi, bây giờ chắc đây là hết phi rồi. Giờ chúng ta phải okay. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta ra thông tin của server cái đi. Rồi, đây, thông tin của con Naruto này đây, khai mở máy chủ 11 giờ ngày 15 tháng 3 2021 nha anh em. Đây, Naruto đa nền tảng iOS, Android và PC, khai mở server 14, open vào 11 giờ ngày 15 tháng 3 2021 nha anh em. Đó, có open Tân Hữu Naruto 14 nè. Rồi đây, code nhập ngoài web. Ở đây code 13 nè, server cũ. Rồi game bấm vào là chơi, không cần cài đặt ha. Đa nền tảng Android, iOS và PC. Chơi tại link nè, thông tin máy chủ. Tặng đầu game 1.300.000 kim nguyên bảo nha anh em. VIP 10 à. Rồi làm event nhận thêm quà ha. Đây làm event trên trang fanpage nè. Đó. Rồi mỗi ngày đều sẽ có code ha. Anh em nào ấy thì có chơi thì theo dõi fanpage ha, để nhận code nha anh em. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game. Chưa, vào game coi đây, mới có 11.400 kim nguyên bảo. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhập code. Đây, code. Chúng ta ở server 13 ha. Server 13. Đâu rồi, code đâu rồi, code đâu rồi. Code vô.
Đó. Rồi chúng ta sẽ vào đây. 1.300.000 kim nguyên bảo tương đương với 130 vạn. Đó. Rồi nhận luôn bộ hái ớt ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến một phần nữa, đó là tích nạp. Tích nạp đâu rồi? Ủa game này có tích nạp không ta? Có không? Nè, có tích lũy nè. Đó. Nhận thêm được 200.000 kim nguyên bảo là chúng ta được 1.500.000, 1.500.000 rồi đó. Ok. Level 13. Rồi, nhận gói. Đó, đột phá đan vàng. Đây, 200.000. Đó, tổng là được 1.500.000 đầu game nha. Chưa, quà chưa dừng lại ở đó. Anh em bình luận ở dưới, copy cái này mình để ở dưới cái phần bình luận của video, sẽ nhận được 50.000 xu nạp ha. Đó, nhiều game là bây giờ là thấy nhiều game nó cho cái xu nạp này nè anh em. Cái xu nạp này được cái là khá là ngon, là anh em vào nạp cái này xong là chúng ta được quà nạp đầu rồi các kiểu. Đó, nếu những game mà không có VIP á thì chúng ta nạp cái này vô thì nó sẽ lên VIP. Còn những game mà nó không có VIP thì là những game có VIP rồi thì chúng ta lấy cái quà nạp đầu cũng khá là ngon. Nhớ nha anh em. Rồi, copy cái này để vô phần bình luận. Rồi bây giờ anh em nào muốn có thêm thì chúng ta bấm vào phần nạp ha. Đây, nó đang có những móc là nạp ở ngân hàng, ví Momo, thẻ cào. Và cái này thì nạp với ngân hàng với Momo thì chúng ta một inbox cho admin, hai là chúng ta sẽ nạp thẳng ha. Đây, khuyến mãi 80% xu nạp nữa nè ha. Đó, rồi bây giờ chúng ta nạp vào game. Đây, 50.000 sẵn có. Nạp vô, chọn gói. Ở đây chúng ta có thể chọn các móc nạp nè ha. Đó. Rồi nạp cái này đi. Gói mua 500.000 xu. Ok. Ủa chích mẹ không đủ đây nè. Rồi bây giờ vô game nè hả. Vô game. Đây, nhận luôn quà nạp đầu cái nè. Đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhận được là một nhân đôi mà anh em nãy 500.000 là vô là được là 1.000.000. Tổng đầu game chúng ta nhận được 2.500.000 đó. Đó. Rồi đây phúc lợi server. Ở đây có cái quà phúc lợi nữa nè, mua luôn. Đó, mua để lên level nhận thêm kim nguyên bảo. Rồi đây phúc lợi nạp nữa nè. Đó. Rồi nạp nè ha. Nạp nè. Nhận luôn nạp nè. Rồi vòng quay, phúc lợi tiêu, heo vàng, event, nhận luôn. Mừ hẻ kim sắc Naruto nè ha. Đó. Rồi event 7 ngày nhận luôn. Rồi mua luôn bộ hái ớt nha. Mua luôn, mua luôn. Và đặc biệt game này là mỗi ngày anh em làm hết nhiệm vụ hàng ngày, cái năng động đây là sẽ được 500.000 kim nguyên bảo. Đó. Đây nè. Đó, 5 vạn, 10 vạn là 15, 15 nữa là 30, 20 nữa là 50 ha. 50 là tương đương với 500.000 kim nguyên bảo nha anh em. Rồi ok, còn có rất nhiều nữa nè. Phản hồi, phúc lợi. Đây có phúc lợi. Nhận quà VIP nè ha. Rồi phúc lợi tuần. Đó, rồi giới hạn. Giới hạn này chúng ta có thể mua tướng hoàng kim nè ha. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ mua mua con nào đây? Mua con này đi. Mua con này thì chúng ta sẽ còn lại được khoảng gần 1.000.000. Gần 1.000.000 thì chúng ta muốn có thêm thì làm nhiệm vụ hàng ngày ha. Ok, đó, 1.000.000 nè, muốn có thêm thì làm nhiệm vụ hàng ngày thôi. Còn lại thì dùng này mở ra con tướng cái đã. Rồi đâu rồi. Bộ hái ớt nè ha. Hái ớt nè ha. Lụm, à cái này đổi tên, ok sorry. Rồi chọn tướng cam. Đó. Tướng với giả cam. Rồi bây giờ đi quay tướng. Quay tướng thì nó nằm ở phần chiêu mộ nè. Đó. Cũng khá là rẻ, có 3.000 một con tướng ha. Ở 3 vạn một con tướng.
Rồi chị mộ khoảng 5 lần thì khoảng 15 vạn. Thì chúng ta sẽ được một con tướng đỏ. Đó, tùy muốn chọn con nào thì chọn. Ok. Đó. Rồi. Này lệnh chiêu mộ 10 lần nữa hả? Có nữa hả? Ok, Rockly đồ các kiểu, con đại điểu. Rồi đây chúng ta bỏ tướng vô là chơi thôi. Mặc đồ lên cho nó. Đổi tướng chứ. Đó. Đó. Vô là cho luôn level rồi, vì còn lại chỉ là chơi thôi chứ còn què gì nữa đâu. Rồi ok, vậy là xong rồi đó. Giờ chúng ta chỉ có việc là chạy nhiệm vụ hàng ngày thôi. Chạy hết nhiệm vụ chính tuyến xong rồi tới nhiệm vụ hàng ngày rồi các kiểu con đà điểu. Game cũng khá là đơn giản. Đó. Vô là đánh nhanh như chớp luôn. Rồi link heo để dưới phần mô tả ha. Không tin nè, rồi heo để hết chứ ha. Và đây có rất là nhiều cái code nè ha. Đó, anh em nhớ theo dõi fanpage mỗi ngày để nhận được code thêm nha. Rồi đây chúng ta up bên máy chủ 14 này nha. Nhớ nha. Đây 11 giờ thứ hai ngày 15 tháng 3. Đấy. Và heo cũng biết là hình như tuần này là có nhiều chỗ bắt đầu thi nè ha. Nên là anh em ráng thi cho thật tốt ha. Xong rồi chúng ta gặp lại nhau và chơi nhiều game hơn nữa. Và tạo dựng một cộng đồng thật lớn mạnh bằng việc subscribe kênh heo nha. Nhớ đăng ký nha. Cộng đồng càng mạnh thì chúng ta sẽ có thật nhiều những con game hay này nọ, cũng như là ưu đãi dành cho những anh em ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Mà mấy code này không biết còn xài được không ta? Sợ nó hết hạn thôi à. Có một số code thì nó hết hạn, có một số thì nó vẫn để lại được. Chúng cũng hên xui. Có nhiều code qua ngày. Đó, code này nhận được. Ok, má gì xuống lấy code đền bù. Đó, hai cái rồi. Ok, chỉ có hai cái rồi hả ta? Rồi, có gì trong này? Đó, đồ má 400.000. Ngon. Lại, à, có này không bằng có nãy. Có này chỉ có 100.000 thôi. Nhưng mà có còn hơn không ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.